mọi người đã quay trở lại với chiều theo ý kiến của mọi người thì hôm nay anh em mình sẽ làm một nồi lẩu nước cốt chanh nhé mọi người nhé. Lẩu toàn nước cốt chanh thôi nhưng mà ăn một cách đặc biệt luôn. Đấy, mọi người biết đây là khu anh em mình đang ở trong thóc. Đang ở dưới lòng đất. Đấy. Đây là bể cá quay của nhà Mao Đệ Đệ nhé mọi người nhé. Đang làm nói chung là đang làm dở. Mọi người thấy ok không? Nó cao độ tầm mét tư. Có cái cứt. Mét 2 đấy, tầm mình không biết, mình đoán thế thôi. Tầm mét 2 diện tích, thể tích là bao nhiêu? Ai biết được? Chả biết được đấy. Nói chung là đang làm và đang đang đợi khô đáy để cho cái mùn xi này sau lại còn ngâm nước để cho cái mùn xi nó hết, xong lại láng tiếp, xong lại ngâm tiếp. Khả năng là đến Tết nó mới xong được. Đấy. Hôm nào xong cái bể cá quay tí nữa đây, xong rồi kia này mày bóp đi, xong lúc nào xong bể cá quay này anh em mình sẽ review cho mọi người xem. Anh đưa cái muôi thủng đấy, em mau gửi phát rồi. Đấy, các bạn. Đấy, bây giờ anh em mình sẽ thiết kế nước lẩu đã. Lẩu mà, nước cốt chanh. Nhưng mà hôm nay chắc là chặn món hộp với chanh nha mọi người. Đây giới thiệu cho mọi người đây. Đây là món lẩu của anh em mình nhá. Có tôm sú này. Tôm sú này mình mua ở trong Thanh Hóa chuyển ra nhá. Đây là lòng lợn này. Ở dưới là có tí nấm kim chi này và thịt bò đỏ. Đấy, thế thôi. Chủ yếu hôm nay anh em mình muốn thử với cái món nước lẩu là nước cốt chanh để xem nó như thế nào thôi. Còn về độ ngon của tôm sú thì mọi người biết là độ ngon của nó như thế nào rồi. Trời ơi nhờ, hôm nay chanh tôm chả bá luôn. Khủng long, con này em mình mút hết đầu nó. Ngon đấy. Vào đây. À, gỏi tôm á? Gỏi tôm ấy. Thế dùng luôn vào đấy? Không. À sợ khi đun lên thì nước chanh nó sẽ kiểu nó nhiều axit, đun lên nó sẽ thành cái gì? Quên, mình học ngôn hóa lâu lắm rồi không. Đấy. Được chừng này nước chanh rồi đấy mọi người nhá. Vắt được khoảng tầm một nửa chưa? Gần một nửa rồi. Mình nghĩ là sẽ đủ nước để anh em mình ăn lẩu đấy. Rồi, thì nó phải vớt bỏ hết hạt được cơ. Chanh này rất nhiều nước nha, mình bắt mấy quả mà nó đầy rồi. Nhiều nước lắm. Mỏi tay luôn mọi người ạ. Chưa bao giờ mình bóp bưởi á, bóp chanh mà nhiều như thế này cả. Đây, đống chiến tích của anh em mình đây. Đấy. Được khoảng tầm 1/2 gần 1/2 nồi nước. Gần một nửa. Nồi nước dùng nhá. Đó. Nó màu nó tuy nó tại vì nước chanh thế nên là màu nó không được đẹp cho lắm. Vậy anh em mình sẽ ăn nguyên luôn màu như thế này luôn nhá. Cho tí muối vào con để. Đấy, để nguyên chiến tích đấy. Và chén luôn. Mọi cái này có cho mì chính không anh? Tùy. Cho 20. Mình cũng chưa ăn được để bao giờ nào. Bắt đầu. Lên sóng. Lên sóng. Ôi quên nhau nhảy bung. Cứ bỏ vào chanh đi. Kệ. Muối đâu anh? Bây giờ nhá, đưa cái bát nước cốt chanh đây, đặt lên đây để thử và làm một con tôm sú trước nhá. Đưa bát kia đây để anh làm muối. Vâng. Muối chanh ớt. Ớt không nhỉ? Không có ớt. Có ớt. Để tôi hái. Ra đôi để tao lấy. Okay. Đấy đi. Đây.
Đấy, cho muối vào. Cho kẹo muối vào. Tản hết ớt rồi, không có rồi. Không có ớt. Ớt hết mùa rồi. Cho một cái nước chanh rồi. Đấy. Không biết là khi nước chanh nó sôi lên với kia nó khác nước lẩu bình thường không nhá mọi người nhá. Mình để tí xem nào. Nào, đúng rồi này. Nhưng mà thôi. Ai đây? Ừ? Làm luôn đi, em thử một con rồi xong tôi chú ăn. Ăn cái này là ngon không anh nhỉ? Đấy, làm đi. Em làm luôn một con. Chua lắm. Đấy. Bắt đầu rồi đi mọi người. Cho muối vào đây chưa? Cho rồi. À chưa. Chưa cho. Chưa cho đâu. Úi dồi, con to lắm. Đây là con bé bé nhá. Ăn cái này là vừa rồi. Chưa gặp cho con muối to lắm. Đấy. Ừ. Mình cho vào dũng chanh. Thì nó được lòm luôn. Thế nên nhanh chín cực cho cái chanh này. Tôm này thì nó vẫn là cái tôm đông lạnh, thế nên là không được tươi cho lắm, nên là ăn ăn gỏi nó sẽ không được ngon. Nhưng mà tôm sú nó vẫn ngon mọi người, nó dai giòn sần sật. Đấy, ba bắt đầu chuẩn bị sôi rồi. Anh em mình quên mất mang vung. Nhưng mà mình sẽ để cho nó sôi cho mọi người nhìn thấy nó sẽ như thế nào nhá. Tại vì cái nước chanh nó không được trong nhìn nó không được đẹp anh nhỉ? Không, nó vẫn đẹp đấy, sạch sẽ mà. Đó, hạt. Ơ, sao con này nó lâu đỏ thế anh nhỉ? Nó lạnh, vẫn còn lạnh. Thế mình để cho nó lâu lâu một tí. Thì nữa, đúng rồi đây này. Bờ mi ơi, xin đừng ngắn lấy nhìn này cho nó lâu. Mấy cái lẩu này à, chỉ ăn tải tái thôi nên em mình phải cho thật sôi cho mình. Mọi người nhìn thấy cái đống chanh này đã thấy xót ruột chưa? Đây. Chua. Có dùng. Chua đấy. Chua. Đây, em làm tạm con này đã. Nó còn lạnh đấy. Lạnh á? Mọc còn nữa. Chứ đừng mong tí nữa. Tôm sú nó rất là ngon nhé mọi người nhé. Nó không như tôm bình thường đâu. Tôm này nó bóc cái bên kia nó toàn thịt là thịt thôi. Dễ bóc. Tôm này có hai loại, một loại tôm sú này, một loại tôm bình thường. Tôm bình thường thì nó rất là dễ. Tôm đám cưới ấy nhỉ? Ừ, tôm đám cưới thì nó rất là dễ. Đấy, con của Mao Đệ bắt đầu đỏ rồi. Được rồi, con này chén được rồi. Sao lại cả ruột. Bắt đầu lăn tăn sôi rồi nhá mọi người. Đây này, mọi người ơi. Đây là ngâm một tiệu mà nó đã đỏ hết rồi này. Đấy. Cho muối. Ngon không? Giòn. Ngon thật không đấy? Ngọt mà. Mình hỏi có thật không? Tại vì cái tôm này nếu mà tôm bình thường thì đấy, tôm này tôm đông lạnh mình không dám khẳng định là ngon. Nó sôi nhỉ? Thời tiết nó hơi lạnh nhưng mà cái đầu nó em cho ra em rồi đấy. Đâu? Không đem đến nốt. Thôi để... ăn vừa thôi. Con này trước đỏ thế nào? Cứ phải cho nó kỹ mọi người ạ. À. Tại vì ăn ăn cái đồ ngoài, ăn đồ tái ấy, thì phải cẩn thận một chút. Đó, nó sắp sôi rồi đây. Cố lên, sôi đi. Chưa sôi. Nó có một lớp váng nhá mọi người nhá. Nó có một lớp váng, nó như kiểu là khi mình luộc thịt lên ấy, nó đọng váng đây này. Đó. Acid acid. Đấy, kiểu acid amin. Acid. À, acid chanh là acid gì nhỉ? Lâu lắm rồi. Hóa chứ. Trước học mình học giỏi hóa đấy. Acid H2O. Acid H2O. Ngày xưa mình học giỏi hóa nhưng mà bây giờ đỡ rồi.
đấy, tí nó cho nó sôi lên sẽ cho mọi người xem hẳn cái lớp màng của nó nhé. Lớp màng toàn là nước, ngửi một mùi sợ. Ơi, nó nổi hẳn lên đấy, anh vớt hẳn đi. Nó nổi hẳn lên mà. Đấy. Vớt hẳn là lớp vớt luôn váng đấy. Đấy thủ mà. Vớt váng luôn mọi người. Mình nghĩ là nó như váng thịt thế nên là chắc là nó không... không ngon. Ơi vớt đi trong hẳn luôn này. Vớt hết cái lớp vàng này trong luôn. Ui, đầu, đầu em nổi lên rồi. Rơi đúng chỗ đấy. Cái đầu này này, đỏ chưa? Đấy, đỏ chưa? Và mấy con lá cho vào, cho vào cho nó sôi cùng. Rồi thử thế rồi đã không hỏng hết cả bánh kẹo. Mắt của nó này. Mời mọi người nhá. Con chi. Ngon mà. Nhiều giỏi lắm. Ngon. Tuyệt vời luôn. Bắt đầu sôi rồi nhé mọi người nhé. Để mình sẽ vớt hết cái váng này cho mọi người nhìn thấy đáy nó nhá. Đâu cái muôi muôi kia đâu, cái muôi kia đâu, cái muôi đấy đâu, muôi cái muôi muôi kia mới vớt được váng. Muôi không thủng đấy gì. Đây. Vớt bỏ hết váng nó đi nhá. Đâu. Nhưng mà mình cảm giác nó sôi, nó không kiểu sôi sùng sục. Nó không sôi sùng sục nhưng mà sao mà nó tôm nó nhanh đỏ thế nhỉ? Hay là cả chua nữa, nó tác động nữa nhỉ? Chín rồi. Ui cha. Chín đây con mình phải đảo con ra. Nhìn con chưa mọi người? Đã chưa? Con này to rồi. Ui xong. Cho thịt bò nhá. To thế nhỉ? Bò này. Wow. Cho em xin được bát. Đấy, đổ vào kia. Đổ vào kia. Đây. Đây. À, chá. Chanh và cô đậu. Đấy. Ok. Ui. Ăn thử xem vị nó như thế nào. Lần đầu tiên anh em mình ăn cái món lẩu với nước cốt chanh nhá mọi người nhá. Chua lòm đi. Không, đấy là gạch. Cứt đấy. Không ngấm đâu. Cứt tôm ở trên đầu đúng không mọi người? Nhưng mà mình thích ăn mà. Mùi sộc lên, mùi toang, mùi chua. Chua kinh điển luôn nhá mọi người nhá. Đây là thịt bò này. Sao? Vị nó như thế nào? Có một tí vị chua nó ngấm vào đầu. Còn đây là thịt bò. Ngọt. Thịt bò này. Đây này anh ơi. Nhìn em ăn thịt đây này. Đúng không? Muối, chấm muối không? Anh nghĩ chấm muối, muối không phải chanh. Ăn nó phải thử. Con đầu tiên phải thử xem em vị tự nhiên của nó nào. Ngon chưa? Mau đệ đã thử món đầu tiên với nước cốt chanh nhé, mình sẽ thử món thứ hai, nó là thịt bò. Ok. Ngon mọi người ạ. Giòn kinh khủng luôn mọi người ạ. Ngon luôn đấy. Đấy. Đây nữa. Món này nữa này. Ta chà. Ngon. Đỉnh luôn. Đỉnh của chóp. Đấy.
Lấy thịt bò ra cho em miếng. Xong rồi. Wow. Mình thử à, quả thịt bò này chắc nhá mọi người. Thịt bò này nó có ngấm nước chua xem nó vị như nào nhá mọi người nhá. Ý. Ủa. Ê. Ê ơi. Thịt bò nó ngấm nước chua lắm mọi người ạ. Nhưng mà vẫn ngon. Ngon ngon. Hôm nay là ngon đấy. Món hôm nay là món nào cũng đỉnh. Hôm nay là món ngon đấy. Đấy nhưng mình hợp khẩu vị dặn vừa đâu. Chua lắm. Cho vào. Đó. Chua ăn khá là ngon. Cái này nhá, cái nước này ngon hơn nước khế nhá mọi người nhá. Cái hôm anh em mình làm lẩu siêu chua với nước khế ấy, thì ăn nó không được ngon lắm. Nhưng mà với nước chanh này thì khá là ngon. Nó tạo vị đậm đà và... Mình thích ăn đầu tôm. Tại vì đầu tôm nó có cứt trên. Nó lại thích ăn pịa. Đấy. Còn về cái món lẩu khế ấy, thì nó không được ngon như thế này. Để mình thử cái miếng lòng nữa ra xem nó rồi mới kết luận nhá. Có ăn à, lòng non ngon chưa mọi người? Đây ngon. Rồi cắt đi cắt đi. Rồi. Mình thử một bát xem. Giòn. Giòn không? Lòng này ăn lẩu cháo được không? Mà chắc là do nước chanh nó làm tạo cái độ giòn của lòng nữa. Thế nên là ăn khá là ngon đấy mọi người nhá. Ngon đấy nhỉ? Giòn. Ngon luôn. Mình phải làm con tôm nữa. Đấy. Cho này vào. Lần đầu tiên anh em mình ăn lẩu... nước cốt chanh ở dưới bể cá koi luôn mọi người. Mặc dù là tuy chưa hoàn thành cái bể cá koi này nhưng mà vẫn gọi nó là bể cá koi. Sau này hoàn thành á, anh em mình sẽ review này xong rồi nhảy xuống đây ăn lẩu cho mọi người xem. Sướng lắm. Nó đệ ấy. Mọi người biết tại sao nó đệ làm bể cá koi này không? Nó không thích nuôi cá koi đâu. Nó nuôi cá chấm đen. Chấm đen. Giả dụ như câu được con 17 cân hôm nọ ở dưới Hà Nội ấy, anh em mình sẽ thuê riêng một chuyên cơ cho con xe con chấm đen đấy. Tức là có bể sục này, có ô tô rồi đấy, chở nó về đây để thả vào bể cá koi này, lưu giữ làm kỷ niệm. Để ai đến đây ấy, là... Biết là mình được câu được con 17 cân. kinh chưa đấy. Sợ chưa? Thế thôi, nuôi cá koi thì vẫn nuôi cá koi, thỉnh thoảng dặn thêm một vài con chấm đen. Chép vàng. Ai mà câu được cá chép vàng to 5-7 cân là bán cho anh em mình nữa. Mua, về. Về thả vào đấy. Cháu gửi nhờ. Hôm nào anh câu được con cá đẹp đẹp cho lên gửi nhờ. Cứ con gì to, cứ câu được con gì to khủ lạ thả xuống đây. Giả dụ như ngày trước anh em mình có bắt được một con trạch trạch bạch tạng. Trạch bạch tạng. Đấy. Vâng. Còn đấy con bạch tạng, nó gọi là bạch tạng. Nó màu vàng vàng, mắt nó đỏ lòm, môi nó đỏ lòm, râu đỏ lòm. Đấy. Ngon lắm nhá mọi người. Lòng. Tuyệt vời luôn. Với món lẩu món nó bên ngon mọi người ạ. Hả? Với cả những cái món này cũng hợp với cả nước chanh nữa. Chuẩn. Nay mình đi chọn món là rất là hợp. Nhưng mà mình nghĩ ăn rau sẽ khó ăn. Tại vì sao nó ngấm nước chanh. Nào thử thử chín rau này. Mình nghĩ ăn rau là nó sẽ khó ăn đấy. Bây giờ ấy, muốn ăn thử thách bây giờ là phải hút một nước bát nước xít này. Đấy, đó nha, mình sẽ thử miếng rau nhá. Ngon hơn. Chua. Bị
đi ăn thử miếng rồi mà. Ai đó mình nghỉ bơi. Nước đi. Để giờ em không ăn nữa. Ủa. Bỏ bỏ rau. Không ăn được rau mà ngấm rau. Dạ. Uầy. Mày thử một miếng rồi chăng? Thôi. Anh định suy em ấy. Nào nào đưa cái bát đây. Không, cái kia đấy để bỏ nước bát lên nó đổ ra đấy. Rau không ăn được với nước cốt chanh nha mọi người nhá, nó ngấm vào rau không thể ăn được luôn. Như kiểu húp nước chanh ấy. Đây, mình thử một tí nước suýt nhá. Ai chẳng chua. Chua. Anh lỡ rồi, mút vỏ đã sướng. Siêu chua. Chua quá. Mới đầu mình nghĩ ấy, là cái nước cốt chanh khi đun lên ấy, đây này, là nó sẽ không được màu đẹp như thế này đâu. Mà cái thứ hai nữa là mình nghĩ là nó sẽ bị đắng ấy. Thế nên là mình tưởng là nó sẽ bị đắng đắng. Nhưng mà sự thật thì hoàn toàn khác nha mọi người nhá, không đắng một tí nào. Vẫn rất là chua. Chua nhưng mà cái thịt nó không ngấm mấy. Có rau ấy, nó sẽ ngấm nhiều thì rất là khó ăn. Nhìn thịt sướng nhỉ? Con tôm sú này ăn sướng nhỉ anh nhỉ? Đúng hả? Có lạ. Tuyệt vời luôn. Ngon. À, cho mày ăn con chín rồi. Mình ấy, mình ăn là phải tái mọi người nhé. Ngon. Đấy, không được co lại. Mình ăn hết. Đấy, chỉ thế này thôi. Nhúng cá chén luôn. Thì ăn chín quá nó mất chất rồi. Cái vỏ nó dính chua chua. À, tuyệt vời luôn đấy. Mọi người có loại nước lẩu gì cần anh em mình review thì cứ comment ở bên dưới nhá. Giả dụ review làm lẩu quýt đi anh. Lẩu quýt á? Nước quýt đấy, nước quýt mình nghĩ là không ăn được đâu. Ngọt. Không phải làm đâu. Ngọt. Cái gì mình khả thi cơ? Lẩu máu chẳng hạn. Máu gì? Tiết này. Giả dụ mình sẽ lấy tiết lợn để làm nước lẩu. Ok không? Hoặc là lẩu gì nhỉ? Lẩu gì nó hoành tráng chứ nhỉ? Lẩu gì mà nó sơn sệt? Lẩu cháo anh em mình làm rồi đấy. Nhiều loại lẩu anh em mình làm rồi đó.